Thông báo về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Thành Bắc có nhận hồ sơ đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Thái Văn Bính, sinh năm 1956, ngụ ấp Suối Mây, xã Thành Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và bà Võ Thị Kim Xuyến, sinh năm 1955, ngụ tại số 167, đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thừa đất số 77, tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính chính quy, nguồn gốc đất, nhận chuyển nhượng năm 2002 của ông Thái Văn Khai và bà Trần Thị Phượng, sử dụng ổn định cho đến nay, đất do ông Khai tự khai phá năm 1995. Căn cứ trích lục bản đồ địa chính của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, chi nhánh Tân Biên, thể hiện thửa đất số 77 tờ bản đồ 13 được trích lục từ thửa đất số 502 trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một phần thửa 259, 503 ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng thuộc tờ bản đồ số 10, trong đó thửa đất số 503 do ông Nguyễn Văn Giang đăng ký trong sổ mục kê qua xác minh, hiện ông Nguyễn Văn Giang không còn sống tại địa phương và không có thông tin liên lạc. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã Thành Bắc sẽ làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thái Văn Bính và bà Võ Thị Kim Xuyến theo quy định của pháp luật.